Người đàn ông này chính là ông trùm của tổ chức Yakuza khét tiếng. Bên cạnh lúc nào cũng có vài chục đàn em tay lăm lăm súng ống bảo vệ, chỉ cần nghi ngờ ai là sát thủ là lập tức giương súng bắn bỏ. Bầu không khí căng thẳng khiến cho nhiệt độ hiện trường giảm xuống dưới âm độ, nhưng chớp mắt toàn bộ hội trường bắt đầu chìm vào cuộc vui, có rượu mạnh, nhạc nhẹ cùng mỹ nữ bên cạnh. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người buông bỏ phòng bị, thì Yamamoto mặt lạnh lùng vẫn kiên trì với chức vụ của mình. Sau khi phát hiện ra một tên nhân viên có hành vi mờ ám, Yamamoto dứt khoát bám theo sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên kia đang chuẩn bị súng để hành thích, một phát súng nổ đoàng hắn ta liền gục xuống đất. Tiếng súng vang lên như thể tiếng sét rạch ngang bầu trời xanh. Trước tiếng hô giận dữ của Yamamoto, đám anh em của tổ chức Yakuza bắt đầu giải tán, nhưng ông chủ lại chẳng biết điều, giấu tổ chức chạy đến chỗ Tiểu Tam, lấy cớ muốn giải quyết ngọn lửa dục vọng đè nén bấy lâu, nhưng không ngờ rằng quân địch đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Ông ta vừa xuất hiện đã bị mưa đạn bắn tới bay màu. Toàn bộ đám thành viên của Yakuza giận dữ cực điểm, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, bởi lẽ Hisamatsu và Yakuza giao chiến không ít lần, hơn nữa người tình của ông chủ còn rải rác ở khắp nẻo thành phố, bọn họ chỉ đành chấp nhận sự thật không thể chối cãi này. Chỉ là tang lễ còn chưa kết thúc thì cảnh sát đã chủ động gõ cửa tới thăm hỏi, đồng thời ra lệnh trong thời gian 3 ngày tất cả những thành viên của Yakuza sát nhập vào Hisamatsu, kẻ nào chống đối hóa vàng quyết không tha. Yamamoto tính nóng như kem, đương nhiên sẽ không đồng ý, hiện tại xương cốt ông chủ còn chưa lạnh, sao có thể gia nhập vào hàng ngũ kẻ thù chứ. Nhưng Hanaoka, người đứng thứ hai của tổ chức Yakuza, lại chủ động gia nhập vào kẻ thù, đã vậy còn dùng nửa ngón tay để làm tín vật chuyển hội. Anh ta biết động thái của cảnh sát lúc này chẳng qua là muốn ngăn cản hai băng nhóm tiết canh chảy thành sông, vì vợ con trong nhà, càng vì vô số anh em thuộc hạ. Anh ta chỉ đành cúi người quỳ gối gia nhập vào Hisamatsu, nhưng Hisamatsu nào phải ngọn đèn dầu đã cạn chứ, vì để diệt trừ hậu họa sau này, cũng vì muốn kiểm tra Hanaoka có trung thành hay không, hắn lệnh cho Hanaoka đi bem Yamamoto, nếu không tình nguyện e rằng tình huynh đệ cũng chẳng còn. Yamamoto bảo anh ta an tâm ra tay, nhưng sao Hanaoka lại tình nguyện làm chứ. Sau một hồi dây dưa không dứt, hắn ta quyết định để Yamamoto đến Mỹ để tạm tránh phong ba. Anh không từ chối, dù sao anh cũng có một người em trai ở Mỹ. Sau khi thu xếp xong xuôi, Yamamoto nhìn túi hành lý cũ nát thì không khỏi bất lực, anh ấy thở dài, thế rồi bắt đầu hành trình trốn chạy. Ở bên kia, vì để bịt miệng đám người nhàn rỗi, Hanaoka tìm tới một tên say rượu chặt tay rồi đốt xác, giúp Yamamoto tạo nên cái cớ giả hoàn mỹ, thuận lợi rời khỏi Tokyo. Không lâu sau, Yamamoto đã tới Mỹ, dựa vào nhà hàng mà em trai làm việc mà biết được địa chỉ của anh ấy, sau đó nhanh chóng đi tìm em trai. Ai dè lại là một kẻ khố rách áo ôm ăn vạ đòi tiền. Thấy đối phương là một kẻ tống tiền lành nghề, Yamamoto nhặt mảnh vỡ lên, tiết canh nóng trong người cũng bùng cháy, rạch mắt tên kia, đồng thời đấm một cú hung bạo vào người anh ta, sau đó thản nhiên rời đi. Đây chính là năng lực thực sự của người trong giang hồ, dù có lưu lạc ở đất khách quê người thì cũng chẳng mảy may sợ hãi. Chiều tối, Ken trở về nhà, hai anh em đã lâu không gặp, vừa gặp xong thì liền mở hết công suất miệng. Tuy Yamamoto lạnh lùng ít nói, nhưng rõ ràng trên khuôn mặt cũng lộ rõ ý cười. Một lúc sau, Ken bắt đầu làm việc chính, nhóm bốn người đều đã tập trung đông đủ, nhưng người thứ tư vừa nhìn thấy Yamamoto xong thì mặt mày ngơ ngác. Không sai, tên này chính là Danny, kẻ đã tống tiền Yamamoto. Yamamoto tháo kính xuống khiến cho tên kia vô cùng nghi ngờ, bởi vì trong mắt anh ta, người Nhật Bản đều cùng một dáng vẻ. Dù trong lòng bừng bừng lửa giận thì cũng chỉ đành tạm thời kìm nén. Thấy dáng vẻ đau khổ của Danny, ba người kia đành rời đi trước, rồi còn yêu cầu Danny giúp Yamamoto tìm trò vui. Chớp mắt màn đêm buông xuống, bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khiến Danny ngột ngạt khó thở. Vì để giảm bớt áp lực, anh ta chủ động cá cược xúc sắc với Yamamoto. Anh không từ chối, tiện tay lắc vài cái đã thắng Danny hai ván, tự nhiên mất $20. Danny cực kỳ không vui, anh ta phát hiện ra anh đã gian lận, cứ thế một tràng chửi thề tuôn ra như lũ. Cùng lúc đó, Yamamoto phát hiện ra em trai đang giao dịch mai thúy trong góc tối trên phố. Nhìn thấy em trai bị làm nhục, anh liền tấn công thẳng tới, chỉ vài cú hất tay đã khiến cho bên kia mất mạng. Ba người kia sợ đến mức đầu óc trống rỗng, bởi vì bọn họ cực kỳ sợ thế lực xã hội đen Mexico đằng sau tên buôn ma túy này. Ở Tokyo, Yamamoto cũng xem như là đại bàng tung cánh, trước nỗi nguy hiểm rình rập anh tự ắt biết nên xử lý thế nào. Sau khi lấy khẩu súng cũ trong từ tay em trai, anh chủ động đi theo đàn em của đối phương để lãnh tội. Nhân lúc đối phương không chú ý, anh tập kích bất ngờ, phút chốc cả ba tên đều tắc thở. Thế lực của ông trùm xã hội đen cũng chỉ đáng sợ đến mức vậy. Ai ngờ cuộc thảo phạt Yamamoto cũng chỉ vừa bắt đầu, bởi vì anh biết đánh nhỏ xong thì lão đại ắt sẽ tới. Vì để an toàn, Yamamoto dẫn bốn thằng em dại đến hang ổ của bọn buôn ma túy, không nói không rằng tiêu diệt cả đám. Thấy Yamamoto thủ đoạn hung ác ngang tàn, bốn người sợ đến mức không dám hít thở, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến. Yamamoto biết rằng xã hội đen Mexico đứng sau đám buôn ma túy sẽ bao vây rồi đánh úp bọn họ, do vậy ngày hôm sau cả bốn người đều trong trạng thái khổ sở, lo lắng không yên, không ngừng cầu nguyện kỳ tích xảy ra. Yamamoto lại cười đều mấy thằng em dại, đột nhiên tiếng gõ cửa gấp gáp khiến họ sợ mất hồn. Yamamoto lập tức cầm súng xông tới đánh tên kia ngã gục ra đất, đang chuẩn bị dùng súng để ép hỏi thì chợt phát hiện ra người tới chính là Kato, tâm phúc của Yakuza. Thì ra Hanaoka luôn bị Hisamatsu gây khó dễ, anh ấy thả đi theo Yamamoto phiêu giặt giang hồ còn hơn. Không lâu sau, xã hội đen Mexico không ngồi yên đợi nữa, chủ động gửi tin tức khẩn cấp tới, mong muốn ngày mai sẽ có một thương thảo hợp tác, dù sao thì bọn chúng cũng cần có thêm chi nhánh ổn định. Kato giấu súng trong nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc hai bên liền bước vào hội trường đàm phán. Yamamoto đeo kính râm, không chút e dè, Ken phụ trách làm người
người phiên dịch, còn đám người Kato thì đứng bên ngoài, ra oai với đám sát thủ của xã hội đen Mexico. Cuộc đàm phán vừa bắt đầu, chùm xã hội đen Mexico đã ra đòn phủ đầu. Bọn mày bem người của tao, vậy nên bọn mày sẽ phải hẹo. Còn Yamamoto lại chẳng chút e sợ, bảo Ken nói, muốn chiến thì cứ chiến, súng của tao cũng đợi lâu rồi. Thấy người này đi theo các cụ mà không sợ còn hung hãn như vậy, xã hội đen Mexico quyết định kết hợp thảo luận chi tiết về việc phân chia. Nhưng Yamamoto vừa nhìn đã vạch trần quỷ kế của đối phương, anh biết đối phương nhất định muốn cả bốn người bọn họ chôn thân ở nơi này. Ken nghe vậy thì lập tức vào nhà vệ sinh lấy súng. Quả nhiên đối phương giám sát từng nhất cử nhất động của họ. Thấy ánh mắt tuyệt vọng của Ken, Yamamoto thấp giọng bảo người kia sờ tay vào bàn. Thì ra Yamamoto đã có phòng bị sẵn. Sau khi điếu thuốc được bỏ xuống, đại chiến chính thức bắt đầu. Chớp mắt đám cầm đầu của xã hội đen Mexico đều bị thanh tẩy hoàn toàn. Kato nghe thấy tiếng súng thì lập tức nổ súng tiêu diệt đám sát thủ gác cửa. Cứ như vậy cả bốn người thuận lợi thâu tóm đám xã hội đen Mexico. Tất cả mọi người như thay da đổi thịt, mua đứt một khu vực văn phòng độc lập, rồi còn mời cả kế toán chuyên môn. Việc kinh doanh thay đổi từ việc mua bán ma túy thành nơi ăn chơi, thu phí bảo kê, đòi nợ, vân vân và mây mây. Xe du lịch cũng được thay thế bằng ghế sau tổng thống. Mà Yamamoto cũng có người đẹp bầu bạn, dù rằng sở thích có độc đáo, nhưng những người khác cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Dù sao thì trên con đường xã hội đen này, sao có thể vắng bóng phụ nữ được chứ? Ngoài những người khác ra, Yamamoto cũng rất quan tâm tới Danny, có thời gian rảnh sẽ dạy anh ta đánh cờ. Tưởng rằng cuộc sống của mấy người họ cứ thuận lợi như vậy, ai dè trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Trong một đêm nọ, Danny nghe điện thoại cứ thế tách khỏi Yamamoto đi trước, cũng vì vậy mà bị kẻ khác chớp thời cơ uy hiếp. Danny đang định đầu hàng, muốn chờ cơ hội để đột phá. Yamamoto hét lớn, anh ta chỉ đành giơ súng lên phản kích. Dù cho sát thủ bị súng bắn bay màu nhưng Yamamoto cũng bị đạn bắn trúng bụng, sau lần này phải tu dưỡng nghỉ ngơi một thời gian. Nhìn thấy Yamamoto nằm trên giường đau đến toát mồ hôi nhưng không có một tiếng trách mắng, Kato nổi giận lôi đình, bởi vì lúc còn ở Yakuza, Yamamoto có ơn với anh ấy. Hơn nữa nhân lúc Yamamoto đang dưỡng thương, số lượng các đại lý ma túy bỏ trốn trong các băng đảng đang tăng lên từng ngày. Trong lúc giận dữ, Kato thi hành hình phạt cắt tay, mượn cớ này để dùng cây dọa khỉ. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, Kato liền nhắm mũi dìu vào thế lực thứ hai Little Tokyo. Chỉ cần tổ chức của họ có thể nuốt chửng được Little Tokyo thì ắt hẳn sẽ chẳng kẻ nào dám động vào nữa. Chỉ là Shiraze, tên cầm đầu Little Tokyo, lại vô cùng ngạo mạn trước sức ép hùng hổ của Kato. Hắn ta hoàn toàn không coi vào mắt mọi người, chỉ đành quay trở về. Ai dè Kato lại nói có chuyện gấp cần phải xử lý. Những người còn lại cũng không quá để ý, chửi mát vài câu rồi chui vào trong xe. Chỉ có duy nhất Yamamoto vẻ mặt bình tĩnh thâm sâu khó lường. Anh biết rõ Kato muốn gì, lúc này làm như vậy mới chính là sự ủng hộ lớn nhất cho anh ấy. Sau khi cả nhóm rời đi, Kato đơn phương độc mã một mình đến tìm Shiraze, muốn Shiraze gia nhập vào băng đảng Yamaguchi, ngồi ngang hàng với Yamamoto, thỏa hiệp gọi anh một tiếng đại ca, còn anh ấy tình nguyện dùng tính mạng này để đánh đổi. Shiraze cho rằng Kato là người rất có nghĩa khí, dứt khoát rút một khẩu súng ra. Dù sao thì cũng chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi dùng tính mạng vào trò chơi này cả. Không ngờ Kato không chút sợ hãi, ném lại một câu, đại ca, về sau tất cả đều dựa vào anh. Sau đó, nổ súng tự sát. Nhìn thấy thi thể của Kato, tâm trạng Shiraze trở nên vô cùng phức tạp. Sau khi suy nghĩ 5 lần 7 lượt, hắn đi tới tang lễ của Kato. Sau khi thắp hương xong, hắn tỏ ý tình nguyện gia nhập băng đảng Yamaguchi, kế đó đưa tay ra. Yamamoto không đáp lại nhưng cũng không từ chối, khuôn mặt lạnh lùng giật nhẹ một cái coi như đồng ý với hắn. Sau khi Shiraze gia nhập hội, bản tính hung hăng chẳng thèm che đậy, dùng tốc độ cực nhanh không kịp trở tay tung đòn càn quét toàn diện, tiêu diệt toàn bộ thế lực tàn dư lớn nhỏ trong vùng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, độc ác. Hơn thế, còn bắt tay với nội ứng bên phía cảnh sát muốn thâu tóm cả hai giới hắc bạch. Thấy thái độ hắn ta càng lúc càng mất kiểm soát, lần đầu tiên một người bình tĩnh như Yamamoto nổi giận, Shiraze lại chẳng chút e dè, lời nói đanh thép tỏ ý đây chỉ là ý nguyện của Kato mà thôi. Yamamoto bất lực chỉ đành hậm hực rời đi. Anh biết rõ con dao của vận mệnh chuẩn bị ập tới. Ngay lúc Yamamoto đang lo lắng không yên thì Hanaoka gửi thư từ Tokyo tới. Thì ra sau khi anh ta gia nhập Hisamatsu, dù anh ta có vì bang hội đập đầu uống tiết canh thì anh ta vẫn bị những kẻ khác bài trừ, thậm chí còn phải mổ bụng để bày tỏ tâm ý. Còn chưa kịp thương xót cho huynh đệ thì Yamamoto đã nhận được cuộc điện thoại, mà không ngờ người gọi tới chính là xã hội ý xa vạn dặm, mà lúc này tình nhân của anh đang ở trong tay đối phương. Yamamoto không chút nghĩ ngợi, cứ thế một người một súng xông vào căn cứ địch, một mình dẹp sạch mọi vật cản đường. Dù cho sở hữu khả năng bắn súng điệu nghệ thì cả đám sát thủ vẫn chỉ hẹo không kịp ngáp. Tiếc rằng người anh yêu cũng bị ngộ sát, thấy chẳng thể nào quay trở lại khoảng thời gian trước kia. Yamamoto vừa giận dữ lại không khỏi hối hận, nhưng chuyện đến nước này, lúc ăn cơm anh khuyên nhủ Danny mau trốn khỏi nơi này. Tiếc rằng mọi chuyện đã muộn, sát thủ ý đã giám sát từng nhất cử nhất động của họ, mà mục tiêu đầu tiên đương nhiên chính là Shiraze kiêu ngạo phách lối. May rằng vệ sĩ có năng lực đáng gờm, mới chỉ liếc mắt đã nhìn thấu mọi việc. Shiraze nổi giận lập tức dùng đũa thi hành cực hình, khiến tên kia hẹo ngay lập tức. Sát thủ của xã hội đen ý không chút tin tức, cứ thế tiêu diệt người của băng đảng Imaguchi. Sau khi trở về, nhìn cảnh tượng trước mặt, Shiraze lập tức nổi giận, nhanh chóng dẫn theo người đến tấn công. Sát thủ đóng giả làm nhân viên
phục vụ vệ sinh, ám sát thành công một tên chức vụ cao trong đám xã hội đen Italia. Lúc này, cuộc chiến hai bên chính thức bắt đầu, vì để tránh việc anh em dưới trướng bị xã hội đen Italia bắt đi, sau đó bị ép cung mà đăng xuất, Syriza đặc biệt mua thuốc ảo giác đảm bảo mọi người có thể yên giấc ngàn thu. Ngay lúc mọi người đang căm thù địch tột cùng thì đối phương đã tìm đến cửa, hai anh em vệ sĩ phụ trách trông cửa nẻo bị ra tay đến thảm. Syriza cũng cảm nhận được sát khí bừng bừng của bên kia, hắn dứt khoát lựa chọn tự mình trở về nhà rồi chờ cơ hội lẻn ra ngoài. Ai ngờ xe của hắn đã bị sát thủ bố trí bom nổ. Sau một tiếng kinh thiên động địa, một người sống sờ sờ bị nổ tung thành bãi phế liệu. Thấy Syriza bị nổ banh xác, những người còn lại hoàn toàn bị thù hận làm mờ mắt. Trong tình thế căng thẳng, cả đám người cứ thế xông thẳng tới nhà của tên cầm đầu băng đảng Italia, muốn đòi lại uy danh, chứng minh thực lực, nhưng họ không hề biết rằng đối phương đã chờ ở đây từ lâu. Mưa đạn bay tứ phía, người xông vào trận địa cũng chẳng còn một ai sống sót. Sau đó, xã hội đen Italia tiếp tục đồ sát, chĩa súng vào chiếc xe xa hoa của Yamamoto, muốn diệt cả gốc rễ của tổ chức Yamaguchi. Kết quả không ngoài dự đoán, trước sức mạnh nghiền nát tuyệt đối của súng đạn, người trong xe đè cụ đi chân lạnh toát, mà may rằng Yamamoto không ở trong xe nên thoát được một mạng. Thấy phòng làm việc trống rỗng không bóng người, lòng Yamamoto day dứt không thôi. Từ 5 người lúc ban đầu đến 5 người còn lại lúc này, anh em da đen chuẩn bị về nhà, không ngờ cả nhà đều đã bị sát hại. Trong lúc nhìn qua mắt mèo để kiểm tra người tới thì lại bị kẻ ngoài cửa bắn một phát hóa vàng. Anh chàng da trắng cũng bị kẻ khác ám sát. Giờ đây Ken đã chẳng còn đường nào để đi. Trong lúc anh ấy trở về căn cứ thu dọn đồ đạc, không may bị lộ tung tích. Sau khi bị sát thủ xã hội đen Italia theo dõi thì cũng bị bem ngay ngoài biệt thự. Ngay khi mọi người tưởng rằng tổ chức Yamaguchi chẳng còn một ai, thì Yamamoto và Danny may mắn sống sót bắt đầu tiến hành đánh úp. Sau khi do thám được nhà của tên cầm đầu băng đảng xã hội đen Italy, chỉ còn lại một tên bảo vệ, hai người dùng tai nạn xe để thu hút sự chú ý của tên đó xong, thì dễ dàng dùng vài nhát dao bem hắn ta, thành công tóm được tên cầm đầu đang tự ăn mừng vì tưởng rằng đã thống nhất giới xã hội đen. Hai người lái xe không ngừng nghỉ, dẫn hắn ta tới một hoang mạc vắng vẻ, không có súng đạn, không có giày vò, chỉ có hai người đàn ông đang chơi trò cá cược. Hai người đều biết rõ kết cục của mình là gì, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tạm thời này, không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh, bình yên tươi đẹp. Trò cá cược kết thúc, Yamamoto tiếp tục lái xe đi, rồi đỗ xe ở ngoài sa mạc, sau đó lệnh cho Danny xuống xe, sau khi cố ý đẩy anh ta đi xa, thì cố tình bắn xuống dưới đất hai phát đạn, kế đó lấy ra chiếc túi mà mình mang theo ra. Anh thấp giọng yêu cầu người kia biến mất khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện tại mảnh đất này nữa. Nói nhiều cũng vô ích, Yamamoto không muốn nán lại quá lâu. Anh dẫn theo tên cầm đầu băng đảng xã hội đen đến một quán ăn, sau đó ung dung dừng lại, bước vào trong, chẳng hề quan tâm đến tên phần tử khủng bố phía sau. Tên trùm ù ù cà cà không hiểu gì, nhưng vẫn lựa chọn chạy trốn. Không lâu sau, ba chiếc xe của đám xã hội đen đuổi tới, mà Yamamoto cũng lộ ra nụ cười đắc ý từ lâu. Đây chính là thứ mà anh vẫn mong chờ. Sau khi trả tiền bữa ăn xong thì cứ thế rời đi, chớp mắt đã bị bắn thành rổ lỗ chỗ, dung hòa vào trong cơn mưa đạn lạc. Cùng lúc đó, Danny lái xe nhanh như tên bắn, cơn giận bốc lên tận trời xanh. Vốn dĩ anh ta muốn cùng sống cùng hẹo với Yamamoto, bởi vì lúc này anh ta đã chẳng còn nơi dung thân nào. Sau khi mở ra, anh ta liền sững sờ, bên trong ngoài một số tiền mặt siêu to khổng lồ ra thì còn có dòng lưu bút của Yamamoto. Anh em, lần đó chơi trò xúc sắc đã lừa của cậu mất $20, bây giờ trả lại cậu cả gốc cả lãi. Anh em của cậu Yamamoto. Thời khắc này, cuối cùng Danny cũng hiểu được ý tốt của người kia. Phút chốc, vô số cảm xúc liền tuôn trào như sóng biển, mà bộ phim cũng kết thúc tại đây. Đây là bộ phim về thế giới xã hội đen vô cùng hay và thâm thúy, từ diễn viên cho đến những cảnh hành động vô cùng mãn nhãn. Hoan nghênh các bạn xem bộ phim gốc còn đặc sắc hơn rất nhiều. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Đừng quên để lại một like và subscribe để đón chờ những tập phim vô cùng hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.